váy 1630 mới về mà đã bị lẻ size rồi cả nhà ơi. Trời em váy này cả nhà biết sao mà nó hot không ạ? Màu đen dễ mặc cho mình nha, vừa tôn da vừa gọn dáng nè. Nó không có kén da kén dáng người mặc ha. Mà chân váy em mang cho cả nhà, chân váy zip ly như thế này nè. Cả nhà thấy chân váy zip ly quen quen không? Đó giống như là mấy cái chân váy zip ly học sinh vậy cả nhà. Cho khi mà mình mặc lên thì nhìn mình phải nói là trẻ ra thêm vài tuổi với cái chân váy này luôn ạ. Mặc lên che rất là gọn phần bụng nha. Em đang mặc cái người mã số của em nó là 1630. Chị khách là mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em phía dưới mã số 1630 với số điện thoại cho em là được. Hiện tại còn 3 size cho các chị đẹp mình dễ chọn L, XL với lại cả 2XL. 50kg cho tới 75kg thì mình sẽ ven vừa. Chắc là vậy các em nó là dòng vải á. Cái dòng vải là dòng vải cắt nhật cao cấp cả nhà nha. Vải này cả nhà yên tâm, co giãn nè, nhiều ghê chưa, co giãn rất rất là nhiều luôn. Vải này nó khác các hàng với các thái nha cả nhà, tại vì hai cái vải cắt kia thì nó sẽ mềm mềm và nó có độ xuyên thấu nhẹ, còn mà vải cắt nhật này thì nó sẽ dày dặn hơn đó, êm nha cả nhà ơi, không gây mà nặng người nè đó, rất là mềm rất là nhẹ luôn, không có sợ bị nặng đâu và co giãn người rất là nhiều luôn, cũng không nhăn luôn nha mấy chết. Rồi 1630 ngày hôm nay shop xe đặc biệt chỉ có 349 cái là một váy thôi. Mẫu váy này mặc lên là không gọn dáng là không lấy tiền cả nhà luôn á, nó quá xuất sắc cả nhà ơi. Trong tủ đồ của mình phải có một cái em đầm màu đen trơn đó, tại vì nó quá là dễ mặc, da trắng mình mặc cũng đẹp, da ngâm mình nhìn lên cũng ok, dáng người của mình gầy ha, mình tròn của mình diện lên đều đẹp hết cho em luôn ha. Phong sơ mi nè, mang đi chơi đi tiệc được, mặc đi làm công sở dọc văn phòng thoải mái thả ga. Và tay này thì em sẽ may cho cả nhà mình tay bồng ha, khi mà mình diện lên vai ngang bắp tay to thì sẽ che hết mọi khuyết điểm và mặc lên cũng không có sợ bị chật bắp tay luôn nữa. Một cái em đầm này quá đẹp rồi đúng không cả nhà, mà đang sale rất là rẻ, chỉ có giá tiền là 349.000 đồng một váy. Khi mà cả nhà mình về nhà nhận được cái mẫu váy này á, dở ra là mình chưa mặc lên người, chưa có thấy form đâu, thì mình đặc biệt đập vào mắt mình á, đầu tiên đó chính là một cái màu đen tuyền rất là đẹp luôn. Cái thứ hai là cái chất liệu vải của em đó phải nói là rất là đỉnh luôn nha, co giãn nè, đã ghê chưa, co giãn rất nhiều luôn, vải êm mềm chất mát nè, vải dày nhưng mà mặc lên là không có gây nặng người luôn ạ. Chị Nguyễn Thăng ok có đơn hàng, chị Cẩm Thơ một chiếc luôn ạ. Chị có váy này rồi nè, em mặc ai cũng khen hết, em cảm ơn chị đẹp mình nhiều nha. Hiện tại shop chỉ còn có 3 size thôi chứ ơi, trong đó xe lợn còn cho mình 10 chiếc, size XL còn 9 và 2XL thì còn 12 chiếc cuối cùng để em hết luôn. 50kg cho tới 75kg thì mình sẽ mang vừa. Chị khách nào mà mình bình thường mình mặc size M bên nhà em đó thì hôm nay em đã hết size M rồi, cả nhà mình đổi lấy size L nha, về nhà bóp em giùm em cũng được, hoặc là khỏi bóp cũng không sao, tại vì nó cũng không có xê xích bao nhiêu sen đâu chị ơi. Em đang mặc mã số của em đó là 1630 nha, nhanh tay em tư vấn chưa hàng nè. Mẫu 1630 ngày hôm nay shop xe đặc biệt chị còn có giá tiền là 349.000 đồng, thay vì giá bán cũ cả nhà mua mẫu váy này là 550.000 đồng, thì trong bài livestream ngày hôm nay mỗi chị khách sẽ được giảm tận 200.000 đồng luôn. Chỉ cần chia sẻ cho cái bài livestream này thôi thì mình sẽ được giảm giá nha, không có cần phải chơi mini game hay là không có cần làm gì quá phức tạp cả. Cả nhà chỉ cần chia sẻ cái bài livestream này cho shop là được, mình chia sẻ lên tường nhà, vào nhóm và để với chế độ công khai là ok. Mấy màu vậy shop ơi, một màu duy nhất luôn á chị, một màu một kiểu duy nhất kiểu. Nếu như mà chị mình hỏi em là đem cho em đã từng về chưa, thì em đã về cho mình rất là nhiều kiểu rồi, nhưng mà chưa có về cái chân váy xếp ly như vậy. Cái chân váy này chân váy quá đẹp luôn á chị, mua về mặc thử chị nào có rồi là em giới thiệu, cả nhà thấy em giới thiệu có sai không, đúng khỏi bàn cãi luôn đúng không. Nhưng mà chị nào mà mình chưa có cái phần chân váy này nên chúc em nó mặc lên hách dáng và hách tuổi rất tốt luôn, vừa che phần bụng nè, nhìn eo nhỏ gọn nè, nhìn eo thon nè, mà nhìn mình với cái chân này á, mình mặc lên nhìn mình phải nói là trẻ ra tầm khoảng là 3 cho tới 5 tuổi luôn ạ. Dạ em đang mặc cho người 1630 chứ, đặt đơn bình luận ngay trên mã 1630 với số điện thoại chị Linda, một chiếc L một chiếc XL có đơn luôn nè. Ngày hôm nay cả nhà mình dùng đơn hàng cho em 595.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha. Vô liền sang váy sườn xám với em cả nhà nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1646. Em váy này thì em đã hết size ML rồi cả nhà ơi, bây giờ chỉ còn size XL và cả 2XL thôi. Ngày hôm nay shop sale đặc biệt cho các chị đẹp mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000 đồng một váy. Chứ về vải của em nó là dòng vải nhung lạnh cao cấp nha, váy mềm nhẹ tên, cái chất rất là mát cho mình luôn ạ. 55kg cho tới 75kg thì mình sẽ mang vừa, và eo của em nó là eo 75 cho tới tầm eo 95, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái luôn nha.
nha. Tông màu tím Huế mặc lên vừa sang nè, vừa tôn da nè, vừa gọn dáng cho mấy chế mình. Ở đây em cao 1m65, đầm đậy mặt dài tới bắp chân như vậy ha. Mình thích mang dáng dài dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc cho em. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì mình có thể lên la cắt ngắn được, tùy theo ý thích của mình mặc không hề sợ bị mất phong đầm luôn ạ. Đầm xinh ha. Rồi chị Trần Phương Uyên một chiếc luôn nè, chị Cẩm Tú ok một chiếc luôn. Em đang mặc trên người mã số của em nó là 1646, chị đẹp nha. Em hết size M rồi chứ ơi, bây giờ chị còn hai size lớn thôi. Em chỉ còn cho chị mình size XL và lại cả size 2XL nha. Chất nhung lạnh cao cấp, vải này sờ lên rất là mịn, không những mịn nè, nó còn mềm nè. Đó, co giãn thì rất là nhiều luôn. Cái chất này mặc lên cực kỳ mát luôn nha. Đó, ở trên livestream thì cả nhà mình sẽ thấy á, là khi mà em đứng gần á, sát ánh đèn, sát màn hình á, thì cả nhà mình sẽ thấy là cái màu của em nó bạc hơn và nó sáng hơn đúng không? Màu ở bên ngoài nó đậm và nó đều màu từ trên xuống dưới hết. Tại vì là chất nhung nó có độ ống nhẹ đó cả nhà, cho nó bắt sáng tốt ha. Giống như phần tay em mặc này cả nhà, đó cả nhà nhìn thấy là màu nó tối không? Đó, nhưng mà khi mà mình giơ lên nè, chút ánh sáng nè, đó cái màu nó chá lên như vậy đó nha. Màu ở bên ngoài thì chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn ở trên livestream nhiều, cả nhà yên tâm. Em váy này giá cũ em bán cho cả nhà mà là 450.000 đồng một váy. Nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách là mình đặt đơn này và có chia sẻ livestream em sẽ giảm giá cho mình ngay luôn. Chỉ còn cái giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1646. Mình đặt đơn nhớ kỹ mã số, chị cần comment ngay cho em phía dưới mã 1646 với số điện thoại cho em là được. Chị Mai Linh một chiếc luôn ạ. Chị Thanh Trúc có đơn, có giao hàng ngân sách với em có, chị đẹp bao giao hàng về tới tận nhà nha. Nhận đồ váy được đồ quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Mấy ngày tới về em ơi, dạ cũng nhanh lắm chị yêu ạ. Chị mình ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh thì trong ngày hoặc là qua ngày mình đã có đơn rồi. Còn chị khách nào mà mình ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh thì từ 1 cho tới 4 ngày mình sẽ nhận được váy nha, trừ ngày thứ bảy chủ nhật ra cho em. Chị Đoàn Hằng một chiếc luôn ạ. Rồi chị Tú Tú một chiếc luôn. Còn chị khách nào mình đặt đơn nữa tranh thủ ạ. Dạ 55kg cho tới 75kg. 55kg cho tới 75kg ha. Rồi chị khách nào mà mình mặc size XL thì tầm khoảng 55 cho tới 65kg. Chị khách nào mà mình mặc size 2XL thì tầm khoảng là tầm 62 cho tới là tầm 75kg thì mình sẽ mang vừa. Quan trọng là cái eo, eo thì từ 75 cho tới eo 95 thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Đó, sườn xám thì em cũng hay về lắm, nhất là dịp lễ Tết thì em về cho cả nhà mình cũng khá là nhiều mẫu và nhiều màu. Đó, còn những cái ngày bình thường đây thì em cũng có về nhưng mà ít hơn nha. Váy thì bên nhà em tự may, tự thiết kế và tự sản xuất, cả nhà yên tâm không có sợ bị đụng hàng với bất kỳ shop nào trên thị trường cả. 199.000 đồng em, đúng rồi chị ơi, giá của mình mua 450.000 đồng một váy. Và trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách là mình đặt đơn nè và có chia sẻ livestream em giảm giá liền cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi, rẻ chưa cả nhà ơi. Váy đẹp mềm, độ co giãn tốt nha, cao 1m65, đầm đậy mặt dài tới bắp chân như vậy. Mình thích mang dáng dài dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc cho em nha. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì mình có thể lên like cắt ngắn được luôn, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm. Chị Hà Thảo có đơn hàng, chị Long Hoa một chiếc luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt đơn nữa tranh thủ tại nhà nha. Váy mềm sờ lên miệng một cái chất rất là mát luôn. Mã số của em đó là 1646. Đầm bên nhà em thì đang có rất là nhiều mã số, hơn 2000 mã lận. Cả nhà đặt đơn nhớ kỹ mã nha, đừng có thiếu mã, đừng có sai mã số nha mấy chơi. Em đang mặc mã số của em đó là 1646, đang sale còn 199.000 thôi. Mấy con nhím mới về xinh quá cả nhà ơi, cả nhà mình nhanh tay lên đơn chút liền nha, chậm tay quá hết hàng rất là uổng ạ. Em đang mặc cho người mã số của em đó là 1647. Đầm này thiết kế sờ cổ sơ mi, tay lỡ vai bồng nè, có nhến em và dán đồng phong xài tròn che khéo được cái phần bụng tốt. Nền vải của em váy này sẽ là tông màu xanh min cả nhà, và có phối cho cả nhà hoa trắng nhỏ nhỏ trải đều trên nền vải như thế này nha, dễ thương ghê chưa. Mẫu váy này mấy chị khách bên nhà em lợi tận của hàng coi khen quá trời luôn cả nhà, tại vì nó rất là xinh luôn ạ. Mặc lên nè vừa tôn da nè, vừa gọn dáng, tại vì có rất là nhiều hoa nhím trải đều trên nền vải ha. 40kg cho tới 70kg thì mình sẽ mang vừa đó ạ. Em đang mặc trên người mã số của em nó là 1647. Chị khách là mình chưa có cái mẫu váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền, chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã 1647 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng nha. Váy may cho cả nhìn thêm hai túi kỹ lưỡng như thế này nè, xuất sắc ghê chưa. Đầm bên nhà em là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà, tầm khoảng là U40-50 trở lên mình mặc hợp và sang đó. Chị khách nào mà mình chưa có cái mẫu váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền cho em, bình luận
luận ngay phía dưới mã số 1647 với số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. Chị Đinh Thảo một chiếc luôn ạ. Rồi chị Nguyễn Đức Thái, ok em chốt lên này cả chị Đức Thái luôn. Còn chị khách là mình đặt đơn rồi, tranh thủ cà nhau xinh lắm luôn. Có nhánh eo, dáng đầu phơn xòe xòe, che khéo được phần bụng tốt. Cao 1m65 đậm để mặc dài tới bất chừng em như thế này. Mình thích mang dáng dài dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc cho em ha. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì mình có thể lên la cắt ngắn được luôn. Tùy theo cái thích của mình mà không hề trở bị mất phong đầm đó chị yêu ạ. Rồi hoa nhí mấy màu vậy sao, chị muốn mua hai màu vậy, em có được một màu duy nhất rồi chứ ơi, mà mẫu này em đang sale rẻ nữa. Mẫu váy này mình mua tại cửa hàng nhà em, mua giùm em với giá tiền là 450.000 đồng. Và trong bài livestream ngày hôm nay chị khách là mình đặt đơn và có chia sẻ like á, em sẽ giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng thôi nha. Xinh lắm chị ơi, chị Băng Nhiên một chiếc luôn ạ. À, chị Cẩm Thơ, ok em chốt đơn hàng cho chị đẹp Cẩm Thơ luôn ha. Còn chị khách là mình đặt đơn nữa, tranh thủ giùm em phải nhau xinh giả mang luôn nè. Chỗ đẹp quá, đặc biệt chất thì phải có em nói là dòng vải mango gân cao cấp ha. Cái vải mango gân này với lại vải lụa mango thì độ dày dặn và độ mướt, độ mịn thì ngang nhau. Nhưng mặt vải lụa mango thì nó sẽ mướt hơn, nó sẽ khoáng hơn nha. Còn cái mặt vải này thì nó sẽ có những cái làn sọc gân chạy theo chiều dọc ở trên nền vải. Màu hoa nè, xinh chưa? Chị nào vô sau coi kỹ là dùng em nha. Nền vải của em váy này sẽ là tông màu xanh min và có phối với cả nhà mình hoa nhí nè. Đó, hoa trắng trắng nhỏ trải đều trên nền vải. Đứng gần như thế này cả nhà sẽ thấy những cái làn sọc gân ha. Sờ lên rất là mềm, rất là mướt luôn và không gây một tí xíu khó chịu gì cả. Mấy ngày tới về shop ơi, dạ cũng nhanh lắm chị yêu ạ. Chị mình ở đâu nè? Nếu như mà mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì trong ngày hoặc là qua ngày mình đã có đơn rồi. Còn chị khách nào mà mình ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh thì từ 1 cho tới 4 ngày mình sẽ nhận được váy nha, trừ ngày thứ bảy chủ nhật ra cho em ha. Chị Thanh Hiền có đơn hàng, chị Thúy Đặng một chiếc luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt đơn một váy ngày nữa thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn chút liền cho em cả nhà ơi. Chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã số 1647 với số điện thoại cho là được, em tư vấn và chuyển hàng cho mình luôn nha. Chợ xinh như thế này mà đồng siêu xinh, giá siêu hời, chỉ chốt online thôi, không có áp dụng bên ngoài cả nhà. Và trong bài livestream ngày hôm nay, các chị đẹp mình không có cần là phải chơi mini game, hay là mình cũng không có cần làm gì quá phức tạp cả. Các chị đẹp mình chỉ cần chia sẻ cho em cái bài livestream này thôi là mình đã được giảm giá rồi. Từ 450.000 đồng em sẽ giảm giá cực mạnh cho mình, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? Đang giảm giá luôn cả nhà, chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng một váy thôi. Chị Bảo Ngọc ok có đơn hàng, chị Minh Thùy một chiếc luôn nè. Còn chị khách cho mình đặt đơn nữa ngay bây giờ, mình tranh thủ lên đơn chút liền cho em nha. Chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã số 1647 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn. Chờ xinh mong coi nhoi, vải đẹp nha, sợ lớn mức 1 à. Vải này là mango gân nha mấy chất. Mặt vải sẽ có những cái làn sọc gân như thế này nè, mà mình sờ lên mức 1 luôn. 10 giây cuối cùng kiểm tra kỹ giùm em một lần nữa. Đó, đầm mango gân nè, vải xinh cho cả nhà mình nè. Chỗ cái màu của nó ưng ghê chưa? Đang sale từ 450.000 đồng xuống chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng thôi. Váy sơ mi ngày hôm nay tại lần sang xe với shop chỉ còn có giá tiền là 149.000 đồng một váy thôi. Em váy này ngày hôm nay em sale vừa bán vừa tặng nha, sale bất ngờ. Chị khách nào mà mình may mắn thấy được bài livestream này, mình chia sẻ ra để bạn bè cùng ở đây săn làm xe với mình ha. Rồi 1464 hiện tại shop đang có cho các chị đẹp mình hai size cuối cùng, em bị lễ size rồi mấy chị ơi, mà cũng gần hết hàng rồi. Xe M em còn cho các chị đẹp mình 25 chiếc và xe L chỉ còn có đúng 10 chiếc cuối cùng là em hết luôn rồi nha. Thích mẫu váy này của em tranh thủ lên đơn chút liền ạ. Cái bài của em đó là dòng vải chiếc phong cao cấp, vải mềm nhẹ tinh, cái chất rất là mát luôn nha. Váy mang kiểu lộng hai lớp, thiết kế thêm hai túi cho cả nhà mình và có khóa cái ẩn nằm đằng sau lưng. Mình thích màu váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền, chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã số của em nói là 1464 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn ha. Giá bán cũ cả nhà mua mẫu váy này là 450.000 đồng. Và trong các bài livestream ngày hôm nay shop sale 149.000 đồng một váy. Đây là một cái mẫu váy một giờ mới 100%, tem mát còn đầy đủ và không có một chút lỗi lầm gì cả. Và khi mà mình về nhà nhận được váy á, mình được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi mình thanh toán luôn nha. Cứ yên tâm về chất lượng của em nó. Tại vì giá cũ em bán là 450 rồi ạ. Là cũng có rất là nhiều chị khách đã có được mẫu váy này rồi đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì số lượng còn quá ít đi. Xem M thì em chỉ còn cho các chị đẹp mình có 25 chiếc và XL chỉ còn có 10 chiếc cuối cùng thôi. 40 kg cho tới 58 kg thì mình sẽ mang vừa nha. Em sale luôn 149.000 đồng thôi ạ. Thì mới vừa nãy thôi em đã lên cho mình một cái mẫu váy mà chỉ còn size lớn để xem thôi. Đó thì nhiều chị khách cũng hỏi em là em ơi có làm nào size nhỏ hay không, chị mặc size nhỏ rồi size lớn này đâu có bóp eo được đâu đúng không mấy chế. Thì đây bây giờ em lên nè, bổ sung cho mình cái mẫu này đó, chiếc phong
cao cấp cho mình luôn. Vậy đeo vậy rất là đẹp luôn nha. Hai lớp kỵ lưỡng bên trong có đắp lớp thêm thun cao tông, thiết kế thêm cho cả nhà mình hai túi hai bên đầy đủ nè. Trời xuất sắc ghê chưa, đang sale luôn 149.000 đồng một váy thôi đó. Cả nhà mình đặt đơn cái mẫu váy này của em thì cứ việc bình luận phía dưới mã số của em đó 1464 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chào hàng luôn nha. Sale siêu rẻ duy nhất còn lại trong ngày hôm nay chỉ có giá tiền bao nhiêu ạ? 149.000 đồng một váy thôi. 48GB có size chị ơi, cho chị hai chiếc XM đẹp ok chị Nguyễn Hằng luôn. Còn chị khách là mình đặt đơn nữa nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn chút liền cho em nha. Chị Ốc Quế cho chị một chiếc đi shop ơi, đặt đơn bình luận che mã số đi chứ, tránh trường hợp bình luận cho chị các em đang mặc trên người, cho chị các em đang giới thiệu nha. Rồi bình luận che mã 1464 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chào hàng cho chị luôn. Và trong cái bài live stream ngày hôm nay em chỉ cần là cả lượt chia sẻ like cho shop thôi là em sẽ giảm giá cho mình luôn nha. Đó, giảm giá để đổi lấy lại những lượt chia sẻ cho cả người cố gắng chia sẻ like cho shop ha. Từ 450.000 đồng, phân khúc làm trung niên thì 4,500, 5,700 hoặc là trên dưới 1 triệu là cái chuyện bình thường đúng không cả nhà ơi. Và mẫu váy này giá cũ đã là 450.000 đồng một váy, nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay shop sẽ đặc biệt cho cả nhà mình chỉ còn có 149.000 đồng, 150 thôi cả nhà. Váy mới nha, váy mới 100%, tem mát còn đầy đủ, không có một chút lỗi làm gì cả. Đây là một cái giá sale mà lỗ vốn luôn, nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ chấp nhận sale tặng hết giá tặng cho những chị khách quen và cũng coi như là giá làm quen với những chị khách mới. Cả nhà mình về nhà nhận đồ váy này thấy đẹp, thấy ưng và quá rẻ so với chất lượng của em nó, thì đừng quên quay lại comment review sản phẩm liền cho shop nha.